Thưa quý vị, sau 3 năm triển khai thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị theo nghị quyết 119 của Quốc hội, Đà Nẵng đã phát huy được nhiều ưu việt của mô hình, đặc biệt là bộ máy hành chính ngày càng được tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả. Việc phân cấp ủy quyền đã tạo tính linh hoạt, chủ động cho cơ sở, giải quyết kịp thời, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân. Đây là nhà sinh hoạt cộng đồng của khu dân cư Phước Trường 1, phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà. Sau thời gian dài hư hỏng, mới đây, nhà sinh hoạt này đã được sửa chữa để đáp ứng nhu cầu ở khu dân cư. Chính việc ủy quyền cho Ủy ban Nhân dân phường nên việc sửa chữa được tiến hành kịp thời. Từ khi mà phân cấp ủy quyền thì địa phương rất là chủ động. Mọi cái sửa chữa nhỏ, rồi những cái tuyến đường nhỏ và những cái nhà sinh hoạt cộng đồng thì ngay chúng tôi sửa chữa thực hiện rất là khang trang. Bà con dân cư rất là ủng hộ. Đây là bộ phận một cửa phường Hòa Minh, là công chức tư pháp, hộ tịch, được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường ủy quyền. Hàng ngày, chị Thu luôn có mặt đúng giờ để giải quyết thủ tục cho dân. Mỗi năm giải quyết hàng ngàn hồ sơ, nhưng nhờ được ủy quyền nên chị chủ động hơn để trả kết quả cho dân. Khi mà mình vừa tiếp nhận đầu vào và đầu ra luôn thì mình trực tiếp rõ cho dân luôn thì người dân rất là đồng tình và ủng hộ. Vừa nhanh chóng nữa, rõ ký và rõ tại chỗ luôn. Để triển khai thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị mang lại hiệu quả, từ cuối năm 2021, Đà Nẵng đã có đề án về phân cấp ủy quyền quản lý nhà nước nhằm tạo sự linh hoạt trong triển khai, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, giảm bớt khâu trung gian. Đến nay có 91 nội dung phân cấp ủy quyền được triển khai. Quân ủy quyền lại cho các phòng ban và ủy quyền lại cho cấp phường thì ủy quyền lại cho cán bộ chuyên môn. Tính như vậy, tất cả những công việc mà về thủ tục hành chính của người dân thì rất khẩn trương. Qua 3 năm triển khai, Quốc hội đánh giá cao những kết quả của Đà Nẵng khi thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị. Trên tinh thần đó, Quốc hội cũng đã có nghị quyết thống nhất giao chính phủ nghiên cứu trình Quốc hội xem xét sửa đổi bổ sung nghị quyết số 119 về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển Đà Nẵng. Đề nghị với Quốc hội xem xét để chính thức thực hiện mô hình chính quyền đô thị trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, cùng với đó là áp dụng những cái cơ chế chính sách mà nhiều địa phương khác như thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Thanh Hóa, Khánh Hòa đã được áp dụng. Đồng thời, chúng ta đề xuất những cái cơ chế chính sách mới để thúc đẩy thực hiện được các cái mục tiêu mà nghị quyết 43 cũng như là nghị quyết 26 của Bộ Chính trị đã xác định đối với thành phố Đà Nẵng. Với nhiều ưu việt được phát huy, Đà Nẵng nêu cao quyết tâm chính thức vận hành mô hình này và kiến nghị Trung ương cần có cơ chế, chính sách đặc thù để tạo điều kiện cho Đà Nẵng bứt phá, để phát triển mạnh theo tinh thần nghị quyết 43 của Bộ Chính trị.